Em ai xin kính chào toàn thể các bác, các anh, các chị. Hôm nay em sẽ chia sẻ về một cái giống cây trồng mà đem lại lợi ích kinh tế cao cho bà con nông dân, giúp bà con nông dân có thể làm giàu một cách nhanh chóng. Thì đó chính là cái cây bồ kết ghép. Cây bồ kết ghép thì đảm bảo với các bác là 100% ra quả nhé. Chứ không phải là như các bác trồng bồ kết thực sinh nữa, có cây được cây cái. Mà là cây bồ kết ghép thì bởi vì là giống thuần chủng, giống mình ghép mà, nên là đảm bảo với các bác là ra quả 100%. Thứ hai là rút ngắn thời gian cho thu hoạch. Các bác trồng 2 năm là đã được thu hoạch rồi nhé. Chỉ 2 năm thôi, chứ không phải như là cây bồ kết thực sinh tận 5, 7 năm nó mới bói quả. Cho bác chỉ trồng mất 2 năm là nó cho thu hoạch rồi. Và cái giống bồ kết này thì cái mắt ghép thì em đã lấy từ những cây mà đã cho ra quả sai, quả to, quả mẩy để ghép vào. Là giống thuần chủng nên là cái cây các bác trồng xuống thì sau này cái quả nó cũng đẹp, to, đẹp và sai như cây mẹ nhé. Nhưng mà cái này thì nó còn phải phụ thuộc vào mình chăm sóc và khí hậu nữa, chứ cũng không phải là chắc chắn 100 nó sẽ ra quả như cây mẹ. Thứ nữa là bồ kết nó là một cái loại cây rất dễ sống, không kén đất, đất nào cũng sống được. Chỉ có trừ đất ruộng nước là bồ kết không sống được thôi. Nên là khu vực đất sỏi đá, đất cằn cỗi, ví dụ như đồi các bác trồng keo bạch đàn thì bồ kết này các bác trồng vẫn ok nhé. Và nó thực ra bồ kết này nó ưa thích nhất là cái đất khô ráo và nó chịu hạn tốt. Thì cứ trồng ở vườn này hoặc là tường rào hoặc là đồi, các bác trồng cho em cái cây này thì đảm bảo là cây vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường. Thứ nữa là cây nó ưa thích tất cả các loại khí hậu trên Việt Nam, miền Bắc, Trung, Nam đều có thể trồng được. Cây chịu hạn, chịu nhiệt tốt và ít sâu bệnh nên là không mất nhiều công chăm sóc. Có phân chuồng thì các bác cứ đổ phân chuồng vào cho em. Còn mà không có phân chuồng thì các bác chịu khó bón một năm đến 3 đến 4 lần phân tổng hợp thì cây nó sẽ rất là tốt. Bồ kết hiện nay là một cái loại cây mà đem lại giá trị kinh tế rất cao. Một cân bồ kết tươi trên thị trường thì như năm ngoái thì dao động với giá là từ 50 đến 60 nghìn đồng 1 kg cân tươi. Cân khô thì sẽ dao động từ khoảng 170 nghìn đến 220 nghìn đồng 1 kg cân khô nhé. Mà bồ kết này hiện tại thì các bác trồng các bác cũng không phải lo cái vấn đề thu hoạch đâu. Bởi vì là các thương lái, các lái buôn ấy, khi họ mua thì họ thường mua vo luôn cây. Từ lúc, kể cả lúc cây có hoa chưa kết trái họ đã mua vo rồi. Và khi đến thời điểm thu hoạch thì họ sẽ đến họ bẻ thu hoạch cho các bác, chứ các bác không phải bẻ. Nên là không lo là không trèo được cao mà thu hoạch. Thứ nữa là bồ kết bây giờ nó đang được rất ưa chuộng trên thị trường. Các sản phẩm mà sử dụng từ bồ kết, thành phần có bồ kết thì nó đang rất là nhiều. Ví dụ như họ có thể bây giờ là các thành phần ở trong dầu gội Thái Dương này, dầu gội San Siêu này, rồi là bởi vì quả bồ kết có rất là nhiều dầu nên sẽ chiết xuất ra làm nước hoa này. Và vài năm trước thì do dịch bệnh Covid đó nhiều thì người ta đã dùng quả bồ kết để hun nhà để phòng chống dịch bệnh. Thì bây giờ trên thị trường đã xuất hiện rất là nhiều những cái viên nén xông nhà từ quả bồ kết nhé. Các bác có thể gõ trên Google thì nó sẽ ra những cái viên nén để dùng để xông nhà. Rồi là bây giờ thì các cái mô hình chăn nuôi theo kiểu mô hình trang trại ngày càng mở rộng thì điều kiện chăn nuôi nó ngày càng khắc nghiệt nên là các chủ trang trại phải dùng bồ kết để hun chuồng trại. Thứ nhất là làm sạch không khí này, diệt những cái con côn trùng, muỗi gây bệnh trung gian này, và là giúp phòng ngừa các bệnh về đường hô hấp, các bệnh về đường tiêu hóa cho vật nuôi. Nên là bồ kết đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong người dân chúng ta. Nên là đầu ra của quả bồ kết thì bây giờ khá là ổn định. Mà dòng bồ kết thì có một cái hay như thế này là các bác, nếu các bác thích thì các bác có thể bán tươi. Còn nếu mà ví dụ các bác thấy rẻ, các bác không thích bán thì các bác có thể là tự chặt bè mang về phơi khô được. Sau đó thì các bác đợi đến cái thời điểm mà giá bồ kết nó cao các bác bán thì cũng được nhé. Chứ không giống như là những cái cây trồng như cây ăn quả như là cây mít hoặc là cây bòng bưởi. Nếu mà đến vụ thu hoạch mà không bán được thì mình chỉ có thể là đổ đi thôi, chứ cũng không làm gì được. Cái cây bồ kết ghép này là không có gai các bác nhé. Khi các bác trồng xuống thì chỉ có cái phần cây thực sinh này này là sẽ có gai thôi. Nhưng mà trồng đến khoảng 4-5 tháng là cây nó sẽ lớn bằng cái phần mắt ghép này, nên là cái phần gai nó sẽ tự động, tự dần dần nó sẽ tự thui đi. Thì sau khi mà trồng được khoảng 5-7 tháng là cây nó sẽ nhẵn như là thân vải, thân xoan vậy, không có gai nữa các bác nhé. Nên các bác có thể trồng thoải mái ở những cái khu vực cổng ra vào hay khu vực có trẻ con hay chơi đùa. Vì là bồ kết nó ít sâu bệnh
nên ít sâu bệnh nên không phải phun các bác ạ. Hơn nữa là quả bồ kết này nó cũng ít có con gì ăn được lắm. Các bác trồng các bác không lo bị chuột ăn hay là chim nó ăn. Đó chính là một số cái ưu điểm của cây bồ kết. Thì bác nào mà có trong cái quá trình các bác trồng mà các bác chưa biết cách chăm sóc này, chưa biết cách trồng sao cho đúng này, hoặc là có những cái thắc mắc hỏi đáp thêm gì về cây bồ kết thì các bác cứ liên hệ với em qua số điện thoại, qua Zalo 0969 714 719. Em sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho các bác. Và mọi thắc mắc này, mọi cái giải đáp này thì đều là miễn phí. Nếu mà các bác yêu quý kênh thì các bác hãy ủng hộ em bằng cách là ấn nút like và ấn nút đăng ký kênh, để là khi mà em ra video thì các bác có thể nhận được những video một cách sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo.